Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì cái vị trí mà em đang đứng đây là mình ở ngay mặt tiền quốc lộ 1A luôn. Thì ở trên cái mặt tiền quốc lộ 1A này nè, có một ngôi nhà đang bán với giá là 2,5 tỷ. Thì là ngôi nhà này nè, đó, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. Thì nhà của mình á, có diện tích á, bề ngang là khoảng 4m6. Bề ngang là khoảng 4m6 nha, còn chiều dài là khoảng 55m. Thì trong đó đất nhà của mình là có 2 sổ, tổng diện tích là khoảng 272m2. Trong đó là có 196m2 thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 2,5 tỷ. Thì em sẽ quay cho anh chị xem ha. Nhà thì em thấy là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mà được một cái là vị trí mặt tiền quốc lộ 1A nữa. Phía trước còn một khoảng sân trống nữa, mình có thể mở ra để mình mua bán thêm như là quán nước mía hay là quán cà phê á. Thì anh chị che thêm cái máy tiền chế giống như bên hàng xóm nè. Đó là mình có thể mở ra để mình tận dụng mình mua bán thêm rồi. Anh chị xem nè, cột nhà nào cũng rất là đẹp nè ha. Rồi nóc là máy thái luôn nè. Phía trên là có dán gạch luôn. Đây dán gạch lên tới nóc luôn. Đây nè, nói chung là em thấy là cũng khá là đẹp luôn ha. Wow, nhà là em thấy còn rất là mới luôn nha. Đó, vô là phòng khách ha. Phòng khách là thấy có bộ bàn ghế nha. Rồi có cửa sổ nè. Nó chỉ cần mở cửa sổ ra là gió lùa vô là mát rượi luôn. Bên đây là treo một bức tranh. Mới mốt á, cái mình để một cái tivi nữa, hay là mình để cái bàn ông địa rồi này kia, hay là mình có thờ tổ tiên á. Đó, thì mình để bên đây mình để thêm tivi. Rồi chiều chiều mình ngồi bên đây mình coi tivi. Đó, nhà thì nói chung là em thấy dán gạch cao cũng khoảng gần 2m á. Nói chung là rất sạch sẽ luôn, nhà rất là đẹp luôn. Đó, trần thạch cao rồi nè nha. Nói chung là ở đây em thấy cũng khá là thoáng mát luôn. Điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn nha. Chiều ngang là 4m6, nhà của mình là nở hậu. Nở hậu em thấy là khoảng 5m7 á. Chiều dài là khoảng 55. Thì tổng diện tích là khoảng 272m2, trong đó có 196m2 thổ cư luôn ha. Đó, chủ kêu giá là 2,5 tỷ. Thì 2,5 tỷ là hiện tại là chủ đã hạ giá đó nha anh chị. Lúc trước á, em nghe nói là khoảng mấy tháng trước hay là một năm trước gì đó, anh chủ á, có gửi bên bên mấy anh nhà đất kia là quay là giá 2,7 tỷ. Nhưng mà hôm nay á, anh đã muốn hạ giá rồi. Anh hạ giá xuống là còn 2,5 tỷ. Nhưng mà giá này là anh còn thương lượng, anh còn bớt lọc cho mình nữa nha. Đây thì nhà mình là hình như có 3 phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất nha. Có dán gạch, có cửa sổ, có la phong luôn. Đó, nói chung là đầy đủ. Vô là thấy mát liền, mở cửa sổ ra là mát rượi rượi luôn ha. Nhìn qua kia là có nhà hàng xóm nữa là thấy vui vẻ liền. Phòng thì em thấy là khá rộng rãi luôn. Nhà rất là dài luôn anh chị. Chiều dài nó tới 55m lận. Phòng thứ hai nha. Phòng này chắc là con gái hay gì nè. Em thấy yêu đời lắm, dán ngôi sao rồi nè ha. Nó cũng có dán gạch, đóng la phong luôn. Không biết mấy cái giỏng với mấy cái tủ lạnh này á, thì hồi nãy em cũng quên hỏi là anh chủ có tặng lại cho mình hay không rồi. Thì mới mốt khi mà mình đi xem á, mình gặp anh chủ rồi anh chủ nói với mình luôn ha. À, có được cái phòng thứ ba ở dưới đây á, là em thấy có toilet riêng luôn nè. Này, có cửa sổ nè ha. Thì ở bên đây mai mốt mình đặt thêm một cái giường. Đó, bên đây là có toilet riêng luôn. Rồi, bên đây thì là cửa sổ nhìn qua bên hàng xóm nè. À, bên kia em thấy có chị hàng xóm kìa. Này, nói chung là nhà còn rất là mới luôn ha. Mặt tiền quốc lộ nè. Wow, phòng khách của mình rất là rộng luôn nha. Đây là cái không gian phòng khách nè. Ở đây mà mình có thể đãi được 2-3 bàn tiệc luôn á. Nè. Đó, đây là không gian để mà mình nấu ăn nè. Bên đây là mình sẽ để bếp ga mình nấu. Dưới đây là mình sẽ để son nồi đồ nè. Nó bên đây là có bồn rửa luôn, cũng có cửa sổ luôn. Nó nấu ăn mà mở cửa sổ ra mà lấy gió trời vô là ơi tuyệt vời luôn rồi. Khá là mát ha. Wow, phía sau là còn một khoảng rất là rộng luôn nè. Nhà này giống như là cái khu sinh hoạt chung á. À, toilet riêng nè. Nó bên đây là toilet, còn bên đây là phòng tắm nè ha. Bên đây là có chỗ để mà rửa chén đồ này kia nữa nè. Đó. Wow, phía dưới đây còn có thể dưới đây là mình có thể ngăn được một phòng nữa luôn nè. Đây anh chị xem, có hai cửa sổ luôn nha.
Thì nói chung là nhà này do là lâu rồi á, anh chủ cũng đi đi về về thôi chứ không có ở thường, ảnh đi làm ở Sài Gòn cho nên là cũng không có dọn dẹp kỹ, cho nên là nó hơi hơi bụi, thì mới mốt về anh chị mình quét dọn lại là nó sạch liền à. Tại vì nhà nói chung là em thấy rất là mới nha, la phông này giống như mới đóng luôn á, anh chị xem nè, nó mới tinh luôn á đó. Đó, nhà mà thấy có cửa sổ là thấy thoáng mát rồi nha, nói chung là đầy đủ hết, sáng sủa nè, nhà là còn mới tanh luôn. À, vô là chỉ cần quét dọn, quét lại, lau lại rồi mua nội thất vô là ở thôi à. Thì em xin nhắc lại ha, nhà có diện tích bề ngang là khoảng 4m6 nha, chiều dài là khoảng 55m á, nhà là của mình ở hậu là 5m7, trong đó tổng diện tích là khoảng 272m2, có 197m2 thổ cư luôn, chủ hạ giá còn 2,5 tỷ. Thì lúc trước á, là anh chủ có gửi bên mấy anh chị nhà đất kia là quay là giá là 2 tỷ 7. Nhưng mà hình như em có hỏi thì ảnh nói khoảng mấy tháng nay hay là một năm gì rồi á, nói chung là cũng gửi lâu rồi, giá là 2 tỷ 7. Thì bây giờ em đi quay á, thì anh nói là anh hạ giá xuống còn 2 tỷ rưỡi 50, 2 tỷ rưỡi 50 nhưng mà còn thương lượng bất lọc chút đỉnh nữa. Đây, em sẽ mở định vị cho anh chị xem. Thì nói chung ở đây là mình cũng sẽ gần cầu Long Định nè, rồi gần ngã tư Đồng Tâm rồi đó. Ngay cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng nè ha. Đó, đi lên một xíu là mình sẽ tới cầu Long Định nè, hoặc là đi xuống đây ngay chỗ này là sẽ là ngã tư Đồng Tâm nè, chợ Sòi Hộp nè, trại rắn Đồng Tâm rồi nè. Nó thì ở đây nếu mà đi chợ á, là một là anh chị có thể đi chợ Long Định, hoặc là vòng vòng ở đây là sẽ có chợ kêu bằng chợ gì ở dưới đây em quên mất kêu rồi ta, chợ Dòng Dứa, đúng rồi, ở đây là sẽ có gần chợ Dòng Dứa nữa. Thì ngay chỗ chợ Long Định đó là sẽ có trường học nè, ủy ban, trạm y tế đồ nè ha, rồi siêu thị điện máy xanh nè, Bách Hóa Xanh đồ nữa, nói chung là có đầy đủ hết luôn, xung quanh đây là không có thiếu gì ha. À, mình ở nếu vậy thì ở đây là mình đi chợ Dòng Dứa nó gần hơn á anh chị, thì trung bình á mà mình đi chợ là tầm khoảng 3 đến 5 phút thôi, mình đi trường học ủy ban đồ cũng gần nữa, 3 đến 5 phút là tới thôi, tiện ích xung quanh là có đầy đủ hết nha, điện nước là cũng có đầy đủ luôn. Từ đây á mà mình về tới thành phố Mỹ Tho á, là khoảng 7,7 cây số đó, rất là gần luôn, 11 phút thôi. Còn từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 61 cây số, mình đi xe là khoảng 1 tiếng 26 phút nha. Đó, 1 tiếng 26 phút, nói chung là cũng khá là gần luôn. Nhà mặt tiền quốc lộ 1A nha, có sẵn thổ cư luôn, mà giá là 2,5 tỷ, còn thương lượng nữa. Giá thì em thấy giá này cũng ổn nha, mặt tiền quốc lộ, nó giá này không có mắc lắm đâu. Nhà thì cũng khá là rộng rãi luôn chứ không có nhỏ đâu. Phía trước á, thì mình có thể tận dụng để mình làm cái mái che tiền chế ra nè, rồi như mình làm quán nước mía á, hay là mình làm thêm cái cà phê võng á, để cho mọi người đi xa á, người ta đi ngang người ta ghé uống cà phê nghỉ mệt luôn. Đó, nói chung là mình tận dụng được rất là nhiều thứ luôn á. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới ngôi nhà này á thì anh chị cứ liên hệ với chị Huyền Trang nha. Rồi tụi em sẽ dẫn mình đi xem, mình gặp anh chủ nhà rồi mình thương lượng luôn. Rồi anh nói chung là anh chủ nhà nói là sẽ bớt lọc cho mình thêm chút đỉnh nữa thôi chứ không có bớt nhiều nha. Đó, nhà thì rất là mới luôn ha, khá là tuyệt vời luôn. Mấy cái đồ nội thất em thấy còn trong đây á thì em không biết là anh chủ có tặng lại không, cho nên là khi mà anh chị mà đi xem á rồi mình gặp mình nói chuyện cho nó dễ. Cửa đồ là em thấy cửa này em không biết là cửa gỗ nè, mà không biết là làm bằng gỗ gì thôi, nhưng mà nói chung là nhà là em thấy là cửa hoàn toàn là cửa gỗ thôi ha. Rồi anh chị nào quan tâm thì anh chị cứ việc đi xem nha, rồi gặp trực tiếp với chủ luôn cho nó dễ. Vô là sắm thêm nội thất là ở thôi anh chị ơi, không còn phải mua cái gì nữa, mà mặt bằng phía trước mình có thể tận dụng để mà mình kinh doanh được nữa là quá là tuyệt vời luôn rồi, giá thì cũng ổn áp nữa. Rồi này sáng bừng luôn rồi, thì xin chào anh chị nha, bye bye.